Và sau đây, đây là một cái phần rất quan trọng mà tôi lưu ý các bạn khi sở hữu chiếc đồng hồ này nên nghe qua. Đó chính là cái sử dụng, cách sử dụng vành xoay bezel của Rolex Sterler. Nếu như các bạn không sử dụng quen hoặc là chúng ta vặn linh tinh ấy, nó dễ dẫn đến là gãy các linh kiện bên trong, chi phí sửa chữa và bảo hành rất là tốn kém. Đó, đầu tiên thì chúng ta phải chỉnh múi giờ thứ hai đấy, tức là giờ trong cái đĩa quay trắng này trước bằng cách nào. Đầu tiên vặn núm kéo ra một lớp đấy, như các bạn đang thấy cái vành xoay này nó rất là hay. Một điều nó có ba lớp, cả một lớp mo nữa thì gọi là bốn lớp, các bạn hiểu nhá. Có thể đơn giản như này này, đây cái cơ chế khi mà tôi rút ra một lớp và tôi xoay, nó không quay, nó không thay đổi bất kỳ một cái chức năng nào, nó gọi là mo, tôi gọi là mo, về mo giống như kiểu đi xe máy ấy. Tiếp đến để chỉnh cái giờ, múi giờ thứ hai này, múi giờ thứ hai này thì chúng ta phải quay đồng hồ về vị trí số 3. Khi các bạn ấn cái vành này xuống một chút và bạn xoay theo chiều từ lúc 12 giờ đến 6 giờ đây, chiều đây, đó, ngược chiều kim đồng hồ, thì các bạn sẽ thấy nó các cái khớp đây nhá. Mình sẽ thử các bạn này, một khớp này, hai khớp này, ba khớp, đó, đấy là vị trí số 3. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta sẽ chỉnh được múi giờ thứ hai. Đây, như các bạn thấy, bằng cách này, đấy, múi giờ số 2. Trước khi đóng nút đồng hồ lại thì chúng ta lại quay về vị trí mo, vị trí ban đầu, bằng cách quay ngược lại 3 lần. 1, 2, 3, xong. Khi lúc này chúng ta quay núm, các chức năng không di chuyển thì chúng ta đóng núm lại, ok, xong. Và lại vặn núm lại như lúc ban đầu. Tiếp đến đấy chính là giờ địa phương, hay là gọi là giờ chính đấy, chính là cái giờ kim, giờ cái phút này này. Đấy, thì chúng ta sẽ lại rút ra, đặt vành đồng hồ về vị trí thứ số 2. Đây, các bạn nhìn nhá, 1 2, đó. Thì lúc này tôi xoay núm này, cái kim giờ sẽ nhảy, đó. Đây, đó, các bạn có thể nhìn thấy giờ địa phương của chúng ta bây giờ đang là 11 giờ hoặc 12 giờ 16 phút chẳng hạn, thì chúng ta để 12 giờ 16 phút, đó, thế thôi, không đóng lại. Thế là chúng ta vừa có một múi giờ địa phương là 12 giờ 16 phút và một múi giờ đâu đó cách chúng ta một tiếng, 11 giờ 16 phút đấy, thì chúng ta theo dõi được cả hai múi giờ luôn. Đó, như các bạn đang thấy. Tiếp đến thì chúng ta lại phải xoay về 1 2, rồi các chức năng đã đóng lại. Đó, thì chúng ta lại yên tâm đóng nút, ấn nút lại và xoay vòng. Đó, thế là chúng ta đã có hai chức năng. Cuối cùng đó chính là thiết lập ngày và tháng. Cái này cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta xoay vòng, rút ra nhá, rút ra này, rút ra, xoay bezel về vị trí thứ nhất này, xoay bezel về vị trí thứ nhất. Đó, một đất. Và bây giờ thì chúng ta có thể vặn lên vặn xuống đây nhá. Đấy, vặn lên là lịch sẽ trở về lùi, còn vặn xuống thì lịch tiến. Đấy, như ngày hôm nay đó là ngày 27 thì tôi sẽ cho vặn ra ngày 27 đi. Đấy, xong. Còn nếu như bạn muốn nhảy tháng thì bạn thì cứ vặn hết đủ các ngày thôi thì là tháng sẽ tự nhảy. Đó, rất là đơn giản. Và trước khi đóng đồng hồ thì chúng ta lại đặt vị trí về mo. Đó, về mo, ấn đồng hồ, vặn. Rồi, đó, đó là chỉnh các thông số của chiếc đồng hồ này, rất là phức tạp, đúng không các bạn?